Khó khăn trong công tác đấu thầu khiến tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế kéo dài thời gian qua. Sau những nỗ lực, sáng ngày 10 tháng 7 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh ký xong gói thầu cuối cùng. Dự kiến thuốc và vật tư y tế sẽ được cung ứng cho Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh vào cuối tuần. Sáng nay thì chúng tôi mới là người ký được cái gói thầu cuối cùng, là gói thầu vật tư để phục vụ cho bà con cô bác. Từ cuối tháng 5 đầu tháng 6, cái gói thầu thuốc của Sở Y tế đã hoàn thành, và những cái nhân lực mà chúng tôi tăng cường cho Sở Y tế được trả lại chúng tôi, thì lúc đó là chúng tôi đã quyết liệt làm, và cho đến sáng nay tôi vừa ký xong cái gói thầu vật tư là hoàn chỉnh tất cả các gói thầu. Và bây giờ trong thời gian mà chờ các công ty làm bảo lãnh thầu là chúng ta đã có cung ứng đầy đủ những cái vật tư hóa chất để phục vụ công tác khám điều trị cho bệnh nhân, nhất là những người chạy thận sẽ không còn phải mua thêm những cái vật tư kèm theo nữa. Lý giải cho việc chậm trễ đấu thầu dẫn đến khan hiếm, thiếu thuốc và vật tư y tế, theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, do Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh là đơn vị sự nghiệp phải tự chủ nguồn thu và tự chủ chi thường xuyên. Nguồn nhân lực chủ yếu là làm công tác chuyên môn, nhưng giờ quy định bắt buộc bệnh viện phải làm thầu nên không có kinh nghiệm, bắt buộc bệnh viện phải thuê tư vấn. Và cho đến ngày 17 tháng 6 thì chúng tôi cũng đã hoàn thành được cái gói thầu xét nghiệm hóa chất. Và cái gói thầu này thì cung ứng cho chúng tôi khoảng 60% nhu cầu, bởi vì anh em làm thầu không có kinh nghiệm. Và bên công ty tư vấn mà chúng tôi thuê làm cái tổ chuyên gia để chấm thầu cũng không có kinh nghiệm, cho nên là đưa đến là rớt rất là nhiều. Cho đến ngày 3 tháng 7 năm 2024 thì cái gói thầu tim mạch can thiệp của chúng tôi cũng đã hoàn thành. Thì đây là một cái gói mà phục vụ cho cái công tác tim mạch can thiệp. Chúng tôi sẽ triển khai đặt stent cũng như là triển khai đặt máy tạo nhịp tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh trong tháng 7 này. Nó cũng đã cung ứng khoảng được hơn 60% những cái nhu cầu vật tư để mà chúng tôi tiến hành cái công tác là đặt stent cũng như là đặt máy tạo nhiệt. Vấn đề được nhiều người quan tâm là ký xong các gói thầu nhưng phải chờ các công ty có bảo lãnh thì bệnh viện mới được cung ứng thuốc, vật tư y tế. Như vậy, các gói thầu đã ký hợp đồng được trên 60% đến trên 80% thì thời gian bao lâu bệnh viện sẽ hoàn tất việc ký hợp đồng thầu đạt 100% để giải quyết những khó khăn của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh. Hiện tại chúng tôi sẽ tiến hành thêm các gói thầu cho cái mặt hàng rớt này thì khoảng trong vòng chắc 3 tháng nữa thì sẽ đạt 100% tất cả. Nhưng mà cũng không phải là những cái phần thiếu này là bệnh nhân phải đóng góp. Chúng tôi không có cái phần đóng góp ở đâu, nhưng mà nó chỉ khó khăn cho chúng tôi trong cái công tác khám và điều trị. Chẳng hạn với xét nghiệm hóa chất thì chúng tôi thiếu những cái mặt hàng để mà làm những cái xét nghiệm về huyết học, về vi sinh, thì chúng tôi đang làm cái gói dưới 100 triệu để chúng tôi mua phục vụ cho công tác này, và bệnh nhân chắc cũng không có phải đóng góp. Còn những cái trường hợp mà chúng tôi vẫn chưa có để mà làm những cái công tác xét nghiệm hóa chất thì chúng tôi sẽ chuyển ra ngoài, nó hơi mất chậm thời gian thôi chứ bệnh nhân không còn đóng góp nữa. Và ngay cả có vật tư cũng vậy, khi chúng tôi vẫn chưa đủ 100% vật tư tim mạch can thiệp cũng vậy, nhưng mà chẳng hạn như gói tim mạch can thiệp chúng ta đạt 60% thì chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện những cái kỹ thuật nào mà đã có đầy đủ những cái vật tư, còn những cái kỹ thuật nào mà vật tư chưa có thì chúng tôi sẽ làm chậm lại trong vài tháng nữa. Chứ không có nghĩa là những cái phần mà chưa đủ trong 100 này thì bệnh nhân phải đóng góp nữa. Đó là cái điều mà chúng tôi cần báo cho bệnh nhân biết rõ để mà an tâm. Bác sĩ Phan Thanh Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cũng giải thích thêm. Từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 năm 2024, gói thầu vật tư chưa xong, cho nên bệnh nhân chạy thận nhân tạo còn phải tự mua quả lọc thận. Cho đến sáng nay, khi lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh ký xong hợp đồng thầu, còn chờ các công ty bảo lãnh thầu. Hy vọng trong ngày 11 tháng 7 năm 2024 sẽ xong công tác bảo lãnh thầu. Dự kiến đến cuối tuần, bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế sẽ không còn đóng góp gì nữa trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.